cổ nhân nói con người không có niềm tin không thể đứng vững trong xã hội năm đức nhân lễ nghĩa trí tính tính là nền tảng có thể nói niềm tin là một điểm cơ bản nguyên thủy nhất của tất cả pháp thế xuất thế gian nếu không có niềm tin thì tất cả pháp đều không thể kiến lập như vậy mới biết vấn đề này gian nan biết bao chữ tính này chính là khôi phục lòng tự tin đối với dân tộc chúng ta hiện nay chúng ta hoàn toàn không tin vào dân tộc mình đều tin người phương tây thậm chí nói mặt trăng của phương tây tròn mặt trăng của phương đông chúng ta không tròn ư những lời này trước đây tôi từng nghe thầy phương nói và ông hồ thu nguyên nói tôi từng đến nhà ông phỏng vấn đây đều là những người trưởng bối của chúng ta họ nói rằng căn bệnh lớn nhất của tuổi trẻ hiện nay chính là không có lòng tin đối với truyền thống văn hóa không có lòng tin dù có thầy giáo giỏi cũng đành chịu có lòng tin còn cần phải thành kính người như vậy mới có thể truyền thừa đa số không tìm ra, tôi tin là ở Đài Loan có thể tìm được 30 hay 50 người. Hết cơ hội. Chúng ta đã đánh mất cơ hội này. Nghĩa là người vào thời đại của thầy Lý đã bỏ qua cơ hội này. Bây giờ muốn tìm so với thời đó không biết khó gấp bao nhiêu lần nhưng chúng ta tin rằng vẫn còn